dâu đẹp gái quá vậy? Dạ em cảm ơn chị. Chào chị Hồng Vân. Chào anh Quốc Thuận. Mình tên là Đặng Hoàng Tâm. Năm nay mình 44 tuổi. Mình đến từ Cần Thơ. Em tên là Kim Châu. Năm nay em 34 tuổi, nhỏ hơn xã 10 tuổi. Nhỏ hơn đúng 10 tuổi luôn. Đúng 10 tuổi, dạ. Châu làm công việc gì? Em ở nhà kinh doanh, mua bán điện thoại và laptop. Kinh doanh tại nhà. Còn anh Châu là làm nghề gì? Thì cũng kinh doanh tại nhà anh Thuận. Là hai chồng là cùng mở cửa hàng mua bán điện thoại laptop. Và hai người ở Cần Thơ lên, đúng không? Cần Thơ lên. Cảm ơn quá. Dữ lắm luôn á. Phải nói là có những cặp vợ chồng mà thưa quý vị đi lặn lội từ xa xôi lên đây tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Đến với chương trình Vợ Chồng Son là ai ấy cũng đều tươi cười như thế này. Thì thay mặt chương trình Vợ Chồng Son xin cảm ơn cặp vợ chồng của Tâm và Châu. Khi được mời tham gia chương trình Vợ Chồng Son thì cái cảm xúc của em như thế nào? Nói chung là em vui lắm, em nhận lời liền luôn. Em chưa hỏi ông xã luôn, em sáng quyết định đi luôn á. Bà xã gọi nó, anh ơi cái có chương trình Sài Gòn nào, giờ em quyết định liền luôn, không cần anh gì hết trơn. Vậy đó. Cái nói chương trình gì vậy, cái nó chương trình Vợ Chồng Son, cái nó ủa mình cưới 10 năm rồi nghe bà xã. Đó. Nó nói 10 năm. Âu cái cặp của tụi em á, tức là cái số này là cái số đặc biệt là dành cho những cặp vợ chồng mà không phải son về mặt thời gian mà son là trong cuộc sống á. Em hiểu không? Tức là đã lấy nhau lâu, cái cặp vừa rồi là người ta tới 19 năm lận đó. Cái cặp trước tụi em á ha. Tụi em là 10 năm hả? Dạ, lấy nhau là 10 năm rồi đúng không? 10 năm đúng rồi anh. Rồi quen nhau là bao lâu? Dạ 5 năm. 5 năm. Đó, 15 năm. 15 năm. Ở bên họ cặp Phúc Phượng hồi nãy là 19 năm. 19 năm. Rồi, bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình là mời hai bạn kể cho chương trình biết là hai bạn lần đầu tiên quen nhau như thế nào. Bà xã kể đi. Đầu tiên á là khi hai em biết nhau là em bán cửa hàng điện thoại cho tiếp cậu em. Anh chồng em mới ghé cửa hàng đó mua điện thoại rồi gặp em, nhưng mà không biết làm quen bằng cách nào hay sao đó. Em nghe anh nói lại là làm bộ thử gọi điện thoại qua với nhau để cho biết được cái số. Rồi khi đó không có làm quen liền mà về 3-4 ngày gì đó rồi đi công tác. Rồi lúc đó rồi nằm ở khách sạn buồn nhớ lấy điện thoại ra mới nhắn tin gọi điện để làm quen với em. Thực ra thì công việc hồi xưa em làm tiếp thị, em làm đi tiếp thị mà bên dược phẩm. Em đi 3 ngày sau em đi công tác ở Trà Vinh thì tối ngủ một mình cũng hơi buồn. Nên là nhớ lại 3-4 ngày trước là mình có gặp một cô bé như thế. Cái máy gọi, gọi nhiều lần lắm mới được. Thì gọi được thì cũng hỏi không biết hỏi gì chứ, hỏi em tên gì rồi hỏi anh là ai mà anh gọi tôi mà anh hỏi tôi kỳ vậy, tên gì đồ này kia, giống như điều tra lý lịch. Cái đó em không nhớ hả, anh mua cái điện thoại ở cửa hàng em 3 ngày trước nè. Rồi lúc đó thì nhớ như là bà xã cũng trả lời là tuổi còn nhỏ lắm, anh đừng có chọc em, cậu em khó nữa. 3 tháng sau thì tụi em mới chính thức nhắn tin. Trong thời gian đó thì cũng nhắn tin được một vài lần, trả lời một vài lần. 3 tháng sau tụi em mới xin cổ để hẹn được, nhưng mà hẹn thì giống như là đi thăm bảy vậy đó. Gặp cái đi liền chừng 5 phút. Khó đi lắm, trốn cậu để đi nói là làm bộ đi mua cái gì đó hay chạy giết về. Nhưng mà trong khoảng thời gian 3 tháng đó là em đã có ấn tượng gì về anh này không? Dạ em cũng biết nhớ mặt, tại vì lúc mà anh ghé cửa hàng á là lúc nào cũng đeo cái mắt kính hết trơn á. Mắt kính em không thấy được mắt gì hết trơn á. Em nói người gì đâu mà vô mua đồ mà không có đồ có mắt kính ra, mất lịch sự quá hà. Em không có ấn tượng tốt. Rồi nói chuyện thì hay le le cái lưỡi liếm cái môi nữa. Sau khi 3 tháng đó là gặp nhau lén lút như vậy, đến bao lâu thì mới chính thức yêu nhau? Nếu mà tính ra thì chắc cũng tròn 6 tháng rồi anh Thật. Em nói em yêu bà xã nhiều lần lắm mà bà xã không chịu. Dạ lúc đó em mới có 18-19 tuổi à. Từ ở dưới quê gốc em là Hậu Giang. Từ dưới quê lên Cần Thơ cái chưa biết gì chân, cái tự nhiên ổng cua em luôn, dính luôn chứ chưa quen ai hết. Rồi sau 6 tháng đó còn lén lút không hay là công khai luôn? Vẫn cứ gặp chừng khoảng 10 phút 15 phút. Cái đó là đó. Bước 1 thôi, là lén cậu thôi. Còn khi mà biết rồi, gia đình biết rồi, gia đình cũng không chịu ngăn cản, không có cho phép đến với nhau. Ba cho nên là kéo dài 5 năm luôn. Mà 5 năm trời mà em vẫn kiên trì mà đeo đuổi. Đeo theo tới cùng. Anh đâu có nhã đâu. Em có một cái này rất là may mắn nè. Các cậu của bà xã thì lại rất là cưng thương. Thương em cực kỳ. Em cưới được bà xã là cũng nhờ các cậu nhiều lắm. Nhờ các cậu đúng không? Mà chị hỏi nè, trong lúc 5 năm mà yêu nhau đó thì anh này chắc chắn hơn em 10 tuổi, anh phải lớn hơn em rồi.
cho nên là khi mà hung em thì chắc chắn là anh cũng biết cách hung rồi. Rồi có lúc nào mà ổng ngỏ lời mà có ổng dụ dỗ em đòi hơn vậy nữa không? Nói chung là cũng có chị, nhưng mà em giữ không cho. Dạ, không cho. Với lại gia đình em cũng khó vấn đề lắm. Đến ngày mà gọi là động phòng á, mà ở dưới quê hai chồng em không làm ăn gì được á. À, tại vì dưới quê em út được nhiều lắm á chị, rồi thêm cái nhà bách lá rồi này kia gì đó. Gia đình là nghèo, cưới xong mà nghỉ động phòng luôn đó, làm biết động phòng luôn. Không động phòng luôn. Ừ. Anh ấy không làm ăn gì được hết, cho nên là anh xin mẹ lên qua ngày hôm sau lên Cần Thơ liền luôn. Coi như là lên đi làm. Rồi em, nhưng mà cái lần đầu thôi chị hỏi đi. Tò mò á. Đêm nó nôn không? Dạ cũng nôn chị. Nôn hả? Mà cũng thích không? Dạ. Thì phải thích thôi chứ. Thích thôi chứ. Thôi ơi, cái quê mà đúng không? Rồi giờ hỏi trai quê nè. Thế thì cái đêm thứ hai á, như chắc bần thần không có làm ăn gì được đúng không? Không biết nói thì sao giờ nữa. Nhưng mà thật ra rất là thích. Tại vì mình được bà xã tốt, mọi thứ nó đều tốt đẹp hết. Và nó nguyên vẹn hết. Nói chung là hạp đúng không? Nguyên vẹn hết. Hạp hết đúng không? Rồi bây giờ hỏi và tụi em vẫn yêu như ngày mười mấy năm về trước. Đó, như vậy là son đó. Thì chắc chắn không có tật xấu gì đâu, đúng không? Về ở chung có tật xấu gì không? Coi chương trình này dạ chắc cũng có cái chị. Phần này lắm đúng không? Đâu kể cho anh nghe coi những cái tật xấu của ảnh là gì? Cái tật xấu của ảnh á là nói chung là lúc mà quen nhau thì em đã phát hiện một tật xấu rồi. Cái tật hút thuốc của ảnh hút thuốc nhiều lắm luôn. Lỡ gần là ngồi như gì là đã hôi vậy đó chị. Hôi mùi thuốc. Một ngày chắc cỡ gói á. Một gói cỡ gói rưỡi. Mà em có nói là giờ anh chọn em hay chọn thuốc? Ảnh nói là ảnh chọn em, nhưng mà chọn em mà cuối cùng cũng không bỏ thuốc được. Em phát hiện nhiều lần lắm luôn, nhưng mà hứa mà. Nhưng mà bây giờ bớt được. Chưa? Bây giờ đã bỏ hẳn luôn rồi. Luôn rồi. Ô, trời dạ. Hay quá. Không cho hôn. Em làm đúng vậy đó, đang muốn hỏi đó. Em không làm điều gì để cho anh bỏ thuốc? Em nói là hút thuốc mà em lại gần, em đứng xa em nghe là em không bao giờ em cho hung. Hung bất kể hung ở đâu trên người em cũng không cho, không cho đụng luôn. Là bỏ từ khi nào? Cũng lâu rồi đó, là cũng chết lên chết xuống mấy lần. Trời, dứt nọc luôn đó. Dứt nọc. Dứt nọc được bao nhiêu năm rồi? Em tính chắc không, mới mấy tháng rồi chị Vân ơi. Mới em. Gần năm mà. Mới mấy tháng thì chưa dứt nọc. Nhưng mà lần này dứt rồi chị Vân ơi. À, khi mà cưới về á là em phát hiện ra là không phải nói không có xì. Em phát hiện ra là ảnh có một cái hôi trên cơ thể dữ lắm luôn. Đó là cái hôi chân của ảnh. Em xưa em mang giày dạ bị phong thấp nó hôi dữ lắm luôn. Em nói sao mà trong lúc mà quen nhau ha 5 năm á đâu bao giờ thấy bỏ đôi giày ra hay gì đâu. Em nói nếu như mà ha lúc quen nhau em biết ảnh bị chân hú vậy là em không có yêu ảnh đâu. Không, mà cái đó phải tật xấu đó. Là cái đó là ngoài ý muốn chưa chị. Còn cái nữa là ngủ hắn ấy kinh khủng lắm. Ủa, cái đó cũng ngoài muốn luôn. Dạ. Cái đâu ai muốn ha. Em nói là hai cái tật đó là nói rồi mà không bao giờ mà hết được. Rồi bây giờ tới Tâm đó. Bây giờ cô gái này có tật xấu gì không? Bà xã em thì có một cái là dữ lắm. Dữ à? Chỉ có em sợ con cái đó thôi. Mặt này hiền lắm mà không biết hung dữ. Con em hai đứa nào cũng nói vậy luôn. Em hiền với mọi người nhưng mà em dữ với chồng chị. Nhưng mà mỗi lần mà cự cãi nhau đó là em thua. Thua không? Năn nỉ không? 10 năm mấy năm mình năn nỉ rồi. Có bao giờ em bị nhéo, bị nhéo rồi bị... Cởi áo được cởi, chị coi nó chạy. Có không? Có em đó. Nói không? Không, nó lúc mà xả nổi điên lên đó chạy. Là em vào là chảy máu luôn á. Em xé áo luôn. Đánh thì mình đưa lưng cho đánh thôi, nhưng mà bà xã thì có tính nóng tại vì mặn quả. Chỉ có một điểm đó là khuyết thôi, còn tất cả thì trong 10 năm qua em chưa thấy điểm nào khuyết. Như vậy là chỉ có mong muốn thay đổi là bớt cái tính nóng đi thôi. Đúng, đúng bớt tính nóng và nghe chồng giải thích nói chứ. Em, chị nói nghe nè, cái vụ mà nóng tính á. Dạ. Chồng em nói là đúng đó, em phải thay đổi. Em biết lý do tại sao? Khi mà còn đủ yêu, đủ thương với chồng á, chồng là vì chồng đang rất thương em, rất yêu em về mọi thứ luôn. Mình cố gắng mình giữ cái đó hoài, đừng có để là nó bị một cái tì nào đó. Thì nó giống như là nước mà lắng phèn á, em không có thấy liền. Nó lắng từ từ, rồi cái lớp đó nó cứ dần, đến một lúc nào đó nó quá, nó vượt cái ngưỡng rồi. Thì tự dưng á, nó mất hay. Em hiểu chị. Nói chung thì em hôm nay em sẽ ghi nhận cái đóng góp của anh chị với lại của ông xã em. Là em sẽ cố gắng khắc phục. Thì đôi lúc em cũng biết là cái tính em nó nóng vậy là không có tốt, nhưng mà em chưa khắc phục được hoàn toàn. Thì em qua chương trình này, sau chương trình này em sẽ cố gắng. Đó, hứa rồi đó, đó là cố gắng rồi đó.
Rồi bây giờ cũng cần một cái lời hứa từ anh chồng nữa. Đúng rồi, đó. Vợ đã hứa vậy rồi thì cái vụ hút thuốc. Bây giờ cái vụ hút thuốc bây giờ ông phải hứa làm sao mà trên chương trình luôn, là xong chương trình này rồi là bỏ luôn, tiệt nọc luôn. Đó. Em chắc chắn em sẽ bỏ. Tại vì em còn cái một cái điều mà em xin bà xã nữa. Gì nữa? Em nói với bà xã hoài, em nói bà xã xin con gái thì anh sẽ bỏ thuốc lá hẳn. Thôi đừng có nói anh bỏ đi. Bây giờ anh say vì nói cho em à. Bây giờ ước mơ của anh là có đứa con gái. Còn cái chuyện em có hay không có gì thì anh cũng vẫn bỏ thuốc à. Em đừng lo. Trời, động lực chấp liền. Chấp gì mình chấp chút động lực đó. Liền luôn. Thôi chúc cho các bạn ha, sẽ đạt như ý nguyện ha. Qua năm sau sẽ có một cô công chúa xuất hiện. Ừ, dạ. Công chúa đẹp như mẹ luôn. Cảm ơn anh chị. Rồi, xin cảm ơn.